Chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh và mình là Thu Huyền. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại Honda Bình Minh 1 có địa chỉ tại 2287 Đại Lộ Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ. Và hôm nay thì Huyền xin giới thiệu và báo giá cho các bạn một chiếc xe đang được mệnh danh là tâm điểm của Đại Lộ. Ngay bên cạnh Huyền đây đó chính là một chiếc SH350i phiên bản Sport. Ở phiên bản này thì đang có giá khoảng là chỉ có 150 triệu thôi ạ, khoảng đấy. Và những cái chi tiết mà Huyền chuẩn bị giới thiệu đây chắc chắn sẽ làm các bạn hài lòng. Đó chính là giải đèn LED, giải định vị full LED luôn ạ. Từ đèn pha cốt đến đèn xi nhan đều là giải đèn LED hết ạ. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và những cái chi tiết mạ chrome rất là đẹp ở đây ạ. Và ở dưới này nữa ạ, những chi tiết mạ chrome rất là đẹp. Và chữ SH dập nổi trên cái nền mạ chrome này đây, rất là bắt mắt và tạo ra những điểm nhấn. Và một điểm đặc biệt ở đây mà mình muốn giới thiệu đó chính là điểm nối giữa đèn LED, đèn pha cốt và giải đèn đèn xi nhan, đó chính là những chi tiết mạ titan rất là đẹp và bền. Ngoài ra thì đối với chiếc SH350 này thì những cái chi tiết được lên vành đen này, những cái lên chi tiết đen rất là rõ ạ. Và cái chi tiết đen này nó là đen nhám nhé các bạn nhé. Ví dụ như ở những cái chiếc xe SH150 hay 125 thì các bạn phải mất thêm tiền để lên Sport. Thế nhưng mà ở chiếc xe này thì nó đã có sẵn những cái chi tiết Sport đen như thế này rồi, các bạn sẽ không phải lên chi tiết này nữa. Và một điểm mà Huyền rất thích ở chiếc xe này đó chính là trang bị hệ thống phanh ABS chống bó cứng ở hai kênh. Và cái điều này thì cũng làm nên cái sự an toàn cũng như là chắc chắn đối với chiếc xe này ạ. Và ngoài ra về thiết kế mặt đồng hồ tinh thể lỏng LCD thì ở đây đang hiển thị rất là rõ các thông số, số nhiệt độ, giờ, số km và báo xăng. Và dưới này là đang là hiển thị là cái kết nối với My Honda Cộng. Nếu như các bạn kết nối My Honda Cộng thì sẽ hiển thị như là các thông số như là tin nhắn, cuộc gọi. Và cái này thì rất là tiện ích cho các bạn ạ. Và ngoài ra thì giới thiệu đó chính là cái sàn để chân rất là phẳng và rộng. Cái này mang đến sự tiện ích cho người sử dụng. Và cái móc treo đồ ở đây có thể gập ra, cho ra và gập vào rất là tiện. Ngoài ra thì cái hốc đựng đồ phía trước thì bạn cũng có thể để được những cái vật nhỏ nhỏ như là smart key hay là những cái chìa khóa nhà, chìa khóa xe của bạn. Đây ạ, rất là tiện lợi ạ. Và một đặc điểm mà mình muốn giới thiệu đó chính là cái logo dập nổi chữ SH và 350i rất là đẹp mắt và ấn tượng. Và hệ thống đèn phía sau, đèn xi nhan, đèn hậu rất là đẹp. Ở đây thì còn có cả đèn soi biển số nữa ạ. Rất là đẹp, rất là nhiều chi tiết mà tạo nên cái sự đẳng cấp và sang trọng của chiếc xe. Về phần tay xách thì vuốt nhọn rất là khỏe khoắn và tạo nên sự tinh tế. Hệ thống xả kép mang lại sự uy lực cho động cơ. Và vừa rồi thì Huyền cũng giới thiệu qua một số chi tiết của chiếc SH350 này. Và chiếc SH350 này thì còn hai màu trắng và màu đỏ nữa. Và về chiếc SH này thì đang có giá, ví dụ bản Sport này đang có giá khoảng là 100. Và hai màu còn lại thì đang có giá khoảng là 100 triệu thôi ạ. Các bạn hãy nhanh tay liên hệ với Huyền qua số 0946756222 để có thể sở hữu một chiếc xe có được mệnh danh là tâm điểm của Đại Lộ. Đó, chiếc xe thể hiện cho sự mạnh mẽ, thanh lịch và sang trọng. Và các bạn hãy liên hệ ngay với Huyền nhé. Và tiếp theo thì Huyền muốn giới thiệu với các bạn những cái dòng xe khác được trưng bày tại cửa hàng. Và ngay bên cạnh Huyền đây là dòng xe Winner X. Và dòng xe Winner X này thì đang có giá cũng rất là hợp lý. Và cái chiếc xe này thì đang có giá khoảng là 35 triệu thôi ạ. Phiên bản thanh thường chỉ có giá khoảng 35 triệu. Và thời điểm hiện tại khi mà bạn mua xe thì bạn sẽ được hỗ trợ 4 triệu tiền đăng ký, hoặc là được hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%. Và nếu như các bạn vừa muốn trả góp với lãi suất 0% và vừa được hỗ trợ tiền đăng ký 4 triệu thì có thể trả trong vòng 2 tháng, hoặc là liên hệ với Huyền ngay để có rất là nhiều cái chương trình hấp dẫn khác cho cái dòng xe Winner X này ạ. Và bên này thì Huyền cũng đang có một chiếc Winner X phiên bản thể thao màu đen. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Rất là đẹp, cá tính và mạnh mẽ. Và cái dòng xe tiếp theo mà Huyền xin được giới thiệu
và cũng có rất nhiều cái chương trình khuyến mại tại thời điểm này, đó chính là dòng xe AB. Ở đây thì Huyền đang có một chiếc xe AB phiên bản 125, phiên bản đặc biệt màu đen vàng đồng. Ở phiên bản này thì đang có giá khoảng 41 triệu thôi ạ. Và chiếc xe này thì đang được lên những cái chi tiết trang trí 7 màu rất là đẹp. Và chiếc xe này cũng đã được lên sport đen, tất cả là màu đen hết rồi ạ. Và đối với chiếc xe này hiện tại thì các bạn mua xe thì đang được tặng đồng hồ với trị giá lên đến 3 triệu đồng. Và cái chương trình này thì áp dụng cho đến hết ngày 30 tháng 9. Các bạn hãy nhanh tay để sở hữu cái chiếc xe AB này nhé. Rất là đẹp và nhiều chương trình khuyến mại ạ. Và đằng sau hiện đây thì đang có những chiếc xe Dat 125 và 150i là người anh em của chiếc SH350i và vừa nãy Huyền giới thiệu. Thì như ở đây Huyền đang có chiếc SH125 phiên bản phanh ABS thì đang có giá khoảng ngoài 86 triệu thôi ạ. Chỉ ngoài 86 triệu cho một chiếc SH rất là đẹp như thế này. Và bên cạnh đây chiếc SH màu trắng thì đang là 150 phiên bản phanh CBS thì đang có giá khoảng là 93 triệu thôi ạ. Giá rất là hợp lý, SH thời điểm này giá rất là hợp lý ạ. Và bên này thì Huyền đang có một chiếc SH150 phiên bản phanh ABS. Thì chiếc SH150 phiên bản phanh ABS này thì đang có giá khoảng là 103 triệu thôi. Quá là hợp lý cho một chiếc SH đẹp và phanh ABS như thế này ạ. Và nếu như các bạn muốn sở hữu những chiếc SH như thế này thì hãy liên hệ ngay với Huyền qua số 0946756222 để được Huyền hỗ trợ nhanh nhất nhé. Và một chiếc xe mà Huyền muốn giới thiệu tiếp theo đó chính là chiếc xe Vision ạ. Đây là một chiếc xe Vision phiên bản cao cấp của đời 2020. Và chiếc xe này thì Huyền đang bán với giá khoảng ngoài 32 triệu. Chỉ ngoài 32 triệu cho chiếc xe này thôi ạ. Và một phiên bản nữa của chiếc xe Vision đời 2021 đó chính là chiếc xe Vision phiên bản cao cấp màu đỏ mận ở đây ạ. Màu đỏ mận ở đây thì cũng đã được lên những cái chi tiết trang trí này, lót sàn và mặt nạ rất là đẹp. Và ở chiếc xe này thì đang có giá khoảng ngoài 32 triệu. Chỉ có ngoài 32 triệu là các bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi ạ. Và một màu khác của phiên bản cao cấp thì bạn có thể nhìn sang chiếc xe Vision phiên bản màu xanh đậm. Và ở chiếc xe này thì đang có giá khoảng ngoài 32 triệu thôi ạ. Và xe Vision thì còn 3 phiên bản nữa, đó là phiên bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cá tính. Thì những cái xe này đang có giá khoảng là từ ngoài 30 triệu đến ngoài 36 triệu thôi ạ. Các bạn hãy nhanh chân đến Honda Bình Minh 1 để có thể sở hữu những chiếc xe đẹp và với giá thành cực kỳ ưu đãi. Và thời điểm này khi mua xe Vision thì bạn cũng đang được tặng hai chiếc mũ lửa đầu có kính chính hãng của Honda. Chiếc mũ rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Và dòng xe tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đó chính là dòng xe Lead. Và ở đây thì Huyền đang có một chiếc xe Lead phiên bản cao cấp. Và ở chiếc xe Lead phiên bản cao cấp này đang có giá khoảng là ngoài 40 triệu ạ. Ngoài 40 triệu cho một chiếc xe rất là đẹp như thế này. Và ở chiếc xe Lead này thì còn hai phiên bản nữa, đó là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. Thì cũng có giá chỉ có khoảng ngoài 37 triệu và ngoài 41 triệu cho chiếc xe Lead phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt ạ. Và nếu như các bạn muốn tham khảo thêm về những cái màu của nó thì một lát nữa thì sẽ quay ở bên ngoài thì sẽ có nhiều màu hơn để cho các bạn lựa chọn ạ. Vừa rồi thì Huyền cũng đang giới thiệu rất là nhiều xe ga rồi. Thì bây giờ thì Huyền sẽ được giới thiệu qua một chút về những cái dòng xe số đang có mặt tại cửa hàng. Thì ở đây thì Huyền đang có chiếc xe Blade. Chiếc xe Blade này đang là bằng đúc và phanh đĩa. Ở đây thì cũng có một chiếc xe RSX phiên bản bằng đúc phanh đĩa. Và chiếc xe Quen Pha phiên nguyên bản màu xanh. Và nếu mà các bạn thích thì có thể thay vành nan này thành vành đúc các bạn nhé. Ở chiếc xe này thì đang còn chạy rất là nhiều chương trình khuyến mại. Ví dụ như chạy chương trình khuyến mại cho tân sinh viên, các bạn mua xe số thì sẽ được tặng 500.000 đồng. Và tặng xe ga thì cũng sẽ được tặng ngay 1 triệu đồng nhé. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 sắp tới ạ. Và đối với chiếc xe Wayne Pha này thì nếu như các bạn mua trả thẳng thì sẽ được tặng 2 chiếc mũ nửa đầu có kính chính hãng của Honda. Hoặc là nếu bạn mua trả góp thì sẽ được áp dụng hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%. Và nếu như các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay với Huyền để
hưởng những cái ưu đãi như Huyền vừa nói nhé. Hãy liên hệ ngay với Huyền qua số 0946756222 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất ạ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh và mình là Thu Huyền. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Honda Bình Minh 1 có địa chỉ tại 2287 Đông Trang, Việt Trì, Phú Thọ. Và ngày hôm nay Huyền đang có mặt tại đây để giải đáp tất cả những thắc mắc cho quý khách hàng về cái chương trình trả thẳng trả góp cũng như các chương trình khuyến mại cũng như là đặt cọc giữ giá giữ xe và các chương trình hỗ trợ ship bên Huyền nhé. Thì hiện tại thì nếu các bạn mua trả thẳng thì bên Huyền sẽ hỗ trợ thanh toán theo hình thức là tiền mặt, quẹt thẻ, chuyển khoản. Và ngoài ra thì các bạn cái giờ khi mang theo thì bạn sẽ cầm theo chứng minh thư, sổ hộ khẩu để có thể làm nhờ bên cửa hàng làm luôn đăng ký cho mình ạ. Và cái chương trình và với các khách hàng trả thẳng thì các bạn chỉ cần mang những cái giấy tờ đó đi để có thể mua xe ạ. Ngoài ra thì các giấy tờ đó thì các bạn cũng có thể bổ sung sau nếu như ngày hôm đấy đi bạn quên. Và về chương trình trả góp thì bên Huyền đang liên kết với rất nhiều các đơn vị trả góp như Home, HD, FE và có những cái chương trình trả góp rất là hấp dẫn. Ví dụ như có thể kể đến là trả góp lãi suất 0% đối chạy cho xe Winner và xe Wayanfa và các chương trình hỗ trợ như là trả góp không mất lãi khi bạn trả góp trong vòng 2 tháng hoặc là các chương trình hỗ trợ cái mức lãi suất rất là hấp dẫn chỉ từ 0,99 đến 1,39% cho những cái thời hạn như là 6 tháng, 12 tháng và rất là nhiều các chương trình khuyến mãi đặc biệt hơn nữa. Và hơn nữa là cái chương trình trả góp 0% đối với xe Way và xe Winner thì đang có thời hạn là đến hết tháng 9 ạ. Và đến hết ngày 30 tháng 9 là giá hết rồi ạ. Và ngoài ra thì bên Huyền đang chạy cái gói rất là hấp dẫn, ví như là bạn có thể trả góp từ 0 đồng với những cái mức lãi suất rất là hấp dẫn. Và cái thủ tục thì vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần chứng minh thư, sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư bằng lái xe là có thể được duyệt hồ sơ rồi ạ. Và cái thời gian duyệt hồ sơ của bên Huyền rất là nhanh chóng, chỉ từ 5 đến 10 phút thôi ạ. Và nếu như những quý khách hàng nào mà đang rất là bận hoặc là ít thời gian đến cửa hàng thì có thể gửi cho Huyền cái hồ sơ của mình trước để Huyền có thể lên hồ sơ online. Nếu như được duyệt thì bạn chỉ cần là đến để ký hợp đồng trả góp và chọn xe lấy xe về là xong ạ. Rất là nhanh chóng và thuận tiện đúng không ạ? Và còn rất là nhiều các chương trình trả góp ưu đãi với những gói lãi suất rất là hấp dẫn. Và hãy liên hệ ngay với Huyền qua số 0946756222 để Huyền có thể tư vấn thêm cho các bạn nhé. Và trên đó làm trình trả thẳng và trả góp. Và ngoài ra thì bên Huyền còn đang hỗ trợ quý khách hàng là đặt cọc giữ giá, đặt cọc giữ xe. Và đặt cọc giữ giá thì bạn chỉ cần trả trước cho bên Huyền là 20%, đặt cho bên Huyền 20% là có thể giữ giá xe và cũng chương trình khuyến mại rất là tốt thời điểm hiện tại ạ. Và nếu như quý khách hàng nào mà muốn giữ xe thì chỉ cần đặt trước cho Huyền từ 500.000 đồng thôi ạ. Và những cái quý khách hàng nào ví dụ như là chưa xem được ngày đẹp mà muốn giữ giá cũng như chương trình khuyến mại hiện tại thì có thể đặt trước cho Huyền từ 20% để Huyền có thể là giữ giá xe cũng như là giữ các chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn thời điểm hiện tại cho các bạn nhé. Và nếu như các bạn mà theo dõi những cái video trước thì có thể thấy là cái giá xe của bên Huyền hiện tại đang là cái giá cực kỳ là hấp dẫn. Thế nên là rất là nhiều bạn đang liên hệ với Huyền để đặt cọc 20% để có thể giữ giá và các chương trình khuyến mại tại hiện tại. Ví dụ như là giữ 4 triệu tiền đăng ký của Winner hay là rất nhiều các chương trình khuyến mại khác. Và cái hình thức đặt cọc giữ xe thì các bạn chỉ cần đặt cho Huyền là từ 500.000 đồng thôi ạ. Thì bên Huyền sẽ giữ xe đó cho bạn. Và ngoài ra nếu như các bạn muốn lên các phụ kiện thì bên Huyền cũng sẽ lên các phụ kiện luôn. Để khi nào bạn tới chỉ cần là thanh toán nốt tiền và tắt xe về là xong thôi ạ. Và cái chuyên mục tiếp theo mà Huyền muốn nói đến mà rất chắc hẳn rất là nhiều bạn quan tâm đó là các chương trình khuyến mại trong tháng 9 ạ. Và có thể kể đến ví dụ như là khuyến mại 4 triệu đồng hỗ trợ đăng ký của dòng xe Winner. Và tiếp theo đó chính là được tặng đồng hồ có giá trị lên tới 3 triệu đồng đối với dòng xe AB. Hay là các chương trình tặng 2 mũ rửa đầu có kính chính hãng của Honda được trong dòng xe Way và Vision.
thì cũng đang có chương trình đến hết ngày 30 tháng 9 ạ. Còn rất là ít thời gian nữa để chúng ta có thể nhận những cái phần quà rất là hấp dẫn đó ạ. Và ngoài ra đó chính là cái mà điều mình nói nhất ở đây, đó chính là chương trình khuyến mại dành cho tân sinh viên. Và tân sinh viên, nếu bạn là tân sinh viên có giấy báo nhập học của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học của năm 2021 mang đến đây và mua xe đứng tên tân sinh viên thì bạn sẽ được giảm ngay 500.000 đồng đối với các dòng xe số và xe côn tay, và giảm ngay 1.000.000 đồng đối với dòng xe ga. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đây là một phần quà rất là hấp dẫn đối với bạn tân sinh viên ạ, cũng như là một lời chúc cho các bạn có một năm học mới rất là thuận tiện và được đạt được nhiều kết quả cao của Honda Việt Nam. Và chương trình khuyến mại đó thì đang có thời hạn là đến hết ngày 30 tháng 9. Các bạn hãy nhanh tay lên để đặt hàng hoặc cũng như là liên hệ ngay với Huyền để có thể sở hữu những chiếc xe và có những chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn tại thời điểm hiện tại ạ. Và về cái chương trình khuyến mãi đó thì bên Huyền sẽ áp dụng cho tất cả các quý khách hàng mua xe tại hệ thống Hòa Bình Minh bên Huyền ạ. Và chương trình tiếp theo đó chính là chiếc xe thì bên Huyền đang hỗ trợ chiếc xe tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Và cũng là do dịch bệnh nên là tình hình rất là phức tạp, nên là vấn đề chiếc xe nó cũng đang rất là hạn chế. Thì Huyền cũng mong sao là dịch bệnh nó sớm qua đi, các hoạt động được trở lại bình thường để cho người dân Việt Nam cũng như toàn thể các người dân trên toàn thế giới có một cuộc sống ổn định hơn. Và bây giờ thì Huyền sẽ cùng các bạn là đi tham quan toàn bộ cửa hàng để có thể là chiêm ngưỡng cũng như là tham khảo một số dòng xe được trưng bày tại Honda Bình Minh 1 tại địa chỉ 2287 Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ. Và vừa rồi thì Huyền cũng đã giải đáp tất cả những thắc mắc của các quý khách hàng đối với các chương trình hỗ trợ bên Huyền, và cũng như là cũng đã cho các bạn tham quan toàn bộ showroom tầng 1 của cửa hàng Honda Bình Minh 1. Thì các bạn nào có nhu cầu về mua xe, mua trả tặng, trả góp hay là có muốn biết những cái chương trình khuyến mại của bên Huyền thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay với Huyền qua số 0946 756 222 để được Huyền hỗ trợ nhanh nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Wow.